Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội và lại là Quang Béo đây. Thì hôm nay Quang Béo lại tiếp tục mang tới cho các bạn hai siêu phẩm đến từ nhà Đức nha các bạn. Một trong những con xe mà bán cực kỳ chạy của nhà Mercedes và BMW. Bên phải quay là một con BMW 320 màu xanh Kawasaki rất là đẹp, sản xuất 2016. Và đây là máy mới, máy B48. Bên tay trái quay là một con Mercedes 300 AMG sản xuất 2016 luôn. Thì cả hai con này, một con là 320 mà một con là C300 thì sẽ hơi chênh lệch nhau một tí, nhưng mà ngoài ra cái giá tiền cũng sẽ chênh lệch với nhau một tí hả bạn, nên các bạn cứ yên tâm về hai mẫu xe ngày hôm nay. Rồi thì cũng sẽ không mất thời gian của các bạn nữa, Quang sẽ mời các bạn cùng xem cả hai xe này. Và hai xe này hiện tại đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi. Rồi, ở đây là một con 320 màu xanh. Và quay xin nhắc lại, đây là máy B48 nha. Đây là máy mới và máy này đã được tinh chỉnh, chạy cực kỳ ngon. Và ga nhảy hơn, chạy cực kỳ sướng luôn. Và tiết kiệm nhiên liệu hơn máy N20. Quá ngon. Ok, thôi mời comment quay cùng quay nha. Đầu tiên là xe sơn nước sơn màu xanh Kawasaki rất là đẹp. Và hiện tại xe đang đậu ở ngoài trời. Đây, nước sơn này khá là đẹp ha. Và các bạn cũng có thể thấy là hiện tại là thời tiết tại Hồ Chí Minh thì đang hơi âm u một tí, không có nắng. Nếu có nắng quýnh vào nó sẽ đẹp hơn nữa. Mặt ga lăng viền chrome nè, một cái logo BMW nè. Xe thì được mang biển số thành phố, các bạn sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển. Đèn là đèn bi projector full led, không có bi projector, đèn cũng là full led nha, full led hết luôn. Và điểm nhấn ở đây là cái đèn chúng ta sẽ được làm hình tròn đó, một bộ mắt dòm rất là hút hồn ha các bạn, rất là đẹp luôn, cũng có cả đèn gầm luôn. Về cái cảm giác lái của con này thì không cần phải bàn cãi, quá ngon. Nếu như mà sang xịn mịn thì chọn Mercedes, còn nếu như mà thể thao thì BMW, không cần phải bàn cãi, chạy cực kỳ sướng. Rồi ở đây chúng ta sẽ được sở hữu một bộ mâm được đi chung với bộ lớp Pirelli. Rồi thông số kích thước lớp là, để quan kiểm tra lại phát nha, thông số kích thước lớp là lên tới bao nhiêu ta, đây 225/40 R19 nha các bạn. Và xin nhắc lại, đây là mâm chủ người ta đã lên 4 cái mâm khoảng 120 triệu nha, 4 cái mâm này khoảng 120 triệu, chủ của người ta rất là chịu chơi. Gương gạch chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ và có một cái phần mở rộng góc nhìn. Ngoài ra gương này của chúng ta cũng có cả chống chói tự động luôn, đang được áp dụng cho những con Mercedes luôn, nên hầu như là cả hai xe này là công nghệ rất là tiên tiến. Rồi ở đây cũng có được viền nhôm cửa sổ nè, dán phim cách nhiệt nè, tay nắm cửa ở đây cũng được làm cảm ứng. Khi mà có chìa khóa cái bên, chúng ta chỉ cần quẹt coi là xe sẽ tự mở khóa cửa ha. Về mức độ tiêu hao nhiên liệu, con này thì đâu đó tầm khoảng 9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp nha các bạn. Là cái đó là theo như là phong cách của Quang chạy trên những con BMW. Còn nếu bạn nào mà chạy kiểu như tiết kiệm nhiên liệu thì tầm khoảng đâu đó 8 lít thôi, 8 lít cũng có thể. Rồi về phần đằng sau, đèn cũng là được sở hữu là đèn full led rất là đẹp luôn. Đây rất là kiểu cách ha. Đó. Ở đây cũng là sẽ có một cái camera lùi nè. Rồi đây 320i. Xin nhắc lại, đây là xe được sở hữu khối động cơ B48, động cơ mới của nhà BMW chứ không phải là N20. Cũng có cả cảm biến lùi và xe cũng được đặt hai ống xả nằm thiên về một bên. Đó, giúp cho mẫu xe này dòm nó sẽ có vẻ như là nó thể thao hơn nữa nha các bạn. Đó, cực kỳ sướng luôn. Rồi quay mời các bạn cùng xem bên trong cốp đi. Đây, về bên trong cốp của chúng ta, chúng ta sẽ sở hữu một cái cốp khá là to, khá là bự ha, để rất là nhiều đồ. Và chủ người ta cũng đã trang bị một cái sàn 5D. Đây, rất là dễ dàng vệ sinh ha. Và màu này là màu be, cũng rất là sáng xe. Đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết nên các bạn cứ yên tâm ha. Nếu thiếu thì bên quay sẽ bổ sung cho các bạn luôn. Rồi thôi, bây giờ quay mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất đi. Tại vì cái con xe này nó sẽ hơi thiên về bên trong nội thất nhiều hơn, cảm giác lái nhiều hơn. Đó, về ngoại thất thì là quá thể thao rồi, một cái bay cá mập nữa nha. Rồi, bây giờ quay mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất. Về bên trong khoang nội thất của chúng ta, đầu tiên các bạn có thể thấy là một cái trần rất là sáng ha. Sáng thì sẽ là tôn lên cái độ sáng của xe, độ sang của xe. Nhưng mà cái trần này các bạn phải giữ kỹ, tay dơ chạm vào cũng sẽ hơi dơ. Nếu nó là trần đen thì nó sẽ đỡ dơ hơn. Nhưng mà quay thì lại thích cái trần sáng này hơn, tại vì nó rất là dòm, nó sáng xe, nó không có bị tù. Rồi một bộ ghế da cao cấp cũng khá là ok ha. Đó, rất là mịn luôn, rất là ok. Ở đây thì có một cái bệ tì tay và có một cái hộc để nước. Đây, hai hộc để nước.
Để em kiểm tra coi con có thể mở vào bên trong được nữa hay không. Đó, thì không có mở được nha. Và đây là xe của chúng ta sẽ dẫn động, mà dẫn động cầu sau thì sẽ có một cái cục ở trên đây nó nhô lên đây. Thì ngồi trên giữa cũng sẽ hơi khó ngồi một tí. Thì nếu mà quay khuyến khích thì các bạn ngồi hai người sẽ ok hơn. Còn người ngồi chính giữa thì sẽ hơi khó ngồi nha. Rồi, xe của chúng ta cũng được chủ người ta trang bị sàn 5D. Thì bộ sàn này cũng như là lúc nãy bạn đã nói, rất là dễ dàng vệ sinh, rất là sạch xe. Và cái phần đắp bi của chúng ta cũng được làm màu bạc rất là đẹp nè. Rồi bởi vì tay cũng được làm bằng da nè. Tay nắm cửa làm bằng nhôm xước nè, rất là ok ha. Đó, mà được làm bằng màu be hết luôn. Thì gọi là tông sạc tông với lại cái bộ nội thất của chúng ta. Nói chung là nhà BMW làm cái mẫu nội thất này quá đẹp. Nói chung là nó không cổ mà nó cũng không bị lỗi thời, rất là ok ha. Rồi, quay cũng để một phần ở trên cái bộ ghế sau của chúng ta là bộ ghế khá là to, khá là bự luôn và ngồi rất là thích. Quay cực kỳ thích cái ghế nó to như thế này. Đây các bạn có thể dòm thấy quay ngồi không? Cái phần này nó sẽ hơi nhô ra tới đây luôn, nó sẽ hơi nhô ra khiến cho các bạn có thể hầu như là đặt hết cả người các bạn lên trên cái ghế này. Còn những con xe Nhật á thì cái bề ghế này nó chỉ nằm ở đâu đó trong đây thôi chứ nó không có nằm ra tới ngoài đây. Đó, ngồi rất là sướng ha, và cái ghế cũng rất là ôm luôn. Rồi về cái cảm giác quay ngồi cái con xe này thì nói chung con xe này thì nó cũng chỉ thiên về người ngồi tài xế thôi. Còn người ngồi đằng sau thì cái vị trí ngồi nó cũng sẽ khá hẹp, nhưng mà nó sẽ không đụng đầu gối đâu nên các bạn cứ yên tâm. Thì cái ghế này hiện tại đang xếp lên cao, nếu mà lùi lại chắc cũng còn khoảng một khúc thôi bạn. Cũng còn khoảng một khúc thì mới đụng vô đầu gối của Quang ha. Và Quang cầm 1m78. Rồi, ok. Rồi bây giờ Quang mời các bạn cùng lên trên khoang ghế tài đi. Tại vì Quang cũng đang thích là ngồi trên ghế tài của con này thôi. Về bên trên khoang ghế tài của chúng ta thì xe được sở hữu là ghế tài chỉnh điện, và để Quang kiểm tra xem là ghế phụ của chúng ta cũng có chỉnh điện nữa nha các bạn. Ghế tài, ghế phụ chỉnh điện, và Quang sẽ đề máy cho các bạn nghe tiếng máy luôn. Và odo thì chỉ mới có 88.000 cây thôi. Đây, 89.000 cây, sorry các bạn, 89.264 cây. Đối với một cái con xe 2016 tới bây giờ mà chỉ chạy có 89.000 cây thì khá là ít, không có nhiều đâu. Một năm chạy chắc cũng chưa tới 1.000 nữa, chưa tới 10.000 nữa các bạn. Chạy tầm khoảng 7-8.000 là ít, không nhiều. Rồi vô lăng của chúng ta cũng được bọc da nè, có ga tự động nè, có auto đèn nè, có auto gạt mưa luôn. Rồi bốn gương của chúng ta để Quang test thử coi bốn kính của chúng ta có nâng hạ ô tô không. Có luôn nha, có bốn kính nâng hạ ô tô hết. Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ sở hữu một cái màn hình cũng khá là đầy đủ mọi tính năng Bluetooth đồ, nhưng mà cái màn hình này nó sẽ hơi nhỏ tí, nếu các bạn muốn giải trí tốt hơn thì độ đồ chơi lên nó sẽ ok hơn. Đó, một cái màn hình tầm khoảng đâu đó là 5-6 inch thôi. Rồi ở đây thì là cũng có một cái phần chỉnh dàn lạnh nè. Rồi ở trên đây chỉnh radio, ở đây chỉnh dàn lạnh. Và dàn lạnh của con này khá là buốt nhanh. Dàn lạnh của BMW khá là buốt nhanh. Ở đây thì là một cái hộc để đồ. Rồi thế thôi. Rồi quay mời camera quay ngay chỗ này cái. Chúng ta sẽ có hai chế độ lái Sport, Sport Comfort và Eco Pro nha các bạn. Đây, khi quay bấm thì nó sẽ hiện ở trên đồng hồ. Đó, Sport, Comfort và Eco. Đó, Eco thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Và có tắt mở, và có một cái nút tắt mở Traction Control ở ngay đây, nằm ở phía trên những cái chế độ chỉnh đó. Và Quang cũng cực kỳ thích cái cần số của nhà BMW, cầm khá là chắc chắn, khá là ok luôn. Đây, hiển thị đầy đủ hết. Và trên con BMW này có một cái chế độ gọi là Sport ở nằm trên cần số Manual Sport. Quang cực kỳ thích chế độ này. Mỗi khi mà Quang chạy BMW là Quang chỉ chuyển vô chế độ Sport này Quang chạy thôi, chứ Quang không bao giờ Quang chạy D luôn. Riêng dòng BMW là Quang chạy S thôi. Đó. Rồi ở đây thì cũng có những cái nút để chỉnh màn hình luôn ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay, một cái hộc để đồ cũng khá là dễ thương, rất là nhỏ nhắn xinh xinh. Một cái cổng AUX, một cái cổng USB. Về cái phần tắp lô của chúng ta thì cũng được làm bằng da nè. Và có một cái phần màu vàng, nó sẽ xen kẽ chung với lại cái bộ tắp bi của chúng ta luôn. Ở đây thì là một cái cớp cũng khá là to. Đây, và những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thôi. Rồi mở camera quay cái tắp bi ha. Tắp bi thì cũng như là cái cửa đằng sau cũng có một cái phần màu vàng xen kẽ giữa cái màu be của bộ da và bộ nhựa trên tắp bi, giúp cho tông sạc tông với lại cái bộ xe của chúng ta bên trong nội thất của chúng ta. Rồi gương của chúng ta cũng là chống chói tự động luôn, nên khi các bạn chạy mà đằng sau có ai bật đèn pha thì gương sẽ tự chống chói, và cũng đang được áp dụng trên những con mẹt ha. Rồi ở đây cũng là một cái hộc kính rất là để soi mặt thôi. Về các cảm giác quay ngồi con này thì quay đã chạy mẹt rồi, quay đã chạy BMW rồi, thì khi mà đặt người lên con BMW nó cho mình một cái cảm giác gọi là giảm hết ga đi các bạn ơi. Chạy nó rất là sướng, rất là ok, nói chung là không có gì phải nói nữa. Chạy
nói thật là rất là thể thao, cực kỳ thể thao. Nếu mà cho quan chọn về thể thao mệt với BMW, quan sẽ luôn luôn chọn BMW. Cho quan lựa chọn, quan sẽ luôn luôn chọn BMW nếu mà xét về độ thể thao ha. Và đây cũng là một trong những sự lựa chọn hợp lý nếu các bạn thích thể thao, yêu thích tốc độ mà cũng đi gia đình 4 người, giá thành rẻ, thì đây cũng là một sự chọn hợp lý. Giá chỉ 7XX chị, và XX là quan sẽ bật mí phần cuối cùng ha. Ngồi thì cũng khá là rộng rãi, không có chụp đâu các bạn. Ngồi ghế tài cũng rất là ok ha. Và hiện tại là quan cũng đang giữ cái ghế nguyên. Cái ghế đằng sau thì quan không có chỉnh luôn. Đó, nói chung là hầu như nếu mà ngồi lại đằng sau thì cũng sẽ còn một cái khoảng cách rất là xa, không được đầu gối. Thôi bây giờ quan mời các bạn cùng ra khoang động cơ đi. Dưới đây là một cái khóa động cơ 2.0 đến từ nhà BMW nha các bạn. Twin Power Turbo. Đó, một trong những khối động cơ khá là xịn của nhà BMW. Và trước mắt các bạn đó chính là khối động cơ B48, khối động cơ mới của nhà BMW ha. Đó, về những cái bộ mà khoang máy ở trong những cái con xe Đức á, thì không cần phải bàn cãi về cái việc gọi là quá dày dặn rồi, quá cứng cáp, quá dày dặn, và hầu như đều đạt chuẩn 5 sao chứng nhận an toàn các bạn. Hiệp hội châu Âu. Ốc chân máy thì cũng rất là đẹp nè. Ốc nắp capo là nguyên zin hết, sùng chỉ nguyên zin, những cái lỗ tròn thì không cần phải bàn cãi, quá tròn trịa, quá đẹp. Thì quan sẽ cam kết với bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là nguyên zin, bảo hành cho các bạn xe này lên tới 3 tháng 5.000 cây ha. Đại siêu thị ô tô Hà Nội về động cơ hộp số luôn. Nếu xe này đã hết bảo hành, hãng bên quan vẫn sẽ luôn luôn bảo hành cho các bạn, hỗ trợ khách hàng hết mức tối đa ha. Rồi đây, một khối động cơ Twin Power Turbo. Đó, xe rất là đẹp, rất là hầm hố. Và để sở hữu một cái con xe BMW 320 màu xanh sản xuất 2016 máy B48, các bạn chỉ cần bỏ ra với một cái mức giá là 795 triệu thôi. Một cái mức giá khá là ok để sở hữu BMW, trong khi đó ngày xưa các bạn mua con xe này phải đâu đó khoảng 2 tỷ nha. Rồi, thôi bây giờ quay mời các bạn cùng tới con xe tiếp theo đi. Mời Cayman quay sơ dùm quan cái để quan tắt máy con này nha. Rồi, bên trái quan đây chính là một con C300 AMG sản xuất 2016. Xin nhắc lại đây là C300 AMG. Đó, xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà nói cái con xe BMW là chuyên về thể thao thì con xe này nó sẽ chuyên về gọi là sang trọng và dành cho chủ tịch nhiều hơn. Một con xe rất là đẹp, cũng là màu xanh luôn, cũng đều là 2016 luôn. Đây, quay mời các bạn cùng xem sơ với quan. Xe thì giá chỉ ở 8XX triệu thôi, XX là phần bật mí cuối cùng. Màu xanh rất là đẹp. Mời comment quay cái nước sơn cho quan cái ha. Hầu như những cái nước sơn của nhà Đức thì là quá đẹp rồi. Đó, nước sơn rất là bóng lượng, rất là bóng bẩy luôn. Đó. Rồi, ở trên đây các bạn cũng thấy luôn chữ siêu thị ô tô Hà Nội 389 luôn. Đó, thì quay sẽ luôn nắm bắt thời cơ để PR tí, các bạn thông cảm nha. Mặt ga lăng Vinchrome là rất là đẹp. Và ở đây là có một cái logo cảm ơn chôm. Ở đây thì cũng sẽ được trang bị một cái cảm biến trước nè. Có cảm biến trước thì chắc chắn sẽ có cảm biến sau. Có camera 360 vì đây là bản C300 AMG. Xe thì cũng được mang biển số thành phố luôn, nên các bạn cũng sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển. Về phần cản trước cũng được làm Vinchrome. Đó, mẫu xe này thì sẽ tôn lên cái vẻ sang trọng nhiều hơn, nó sẽ không thiên về thể thao. Bộ đèn của chúng ta là đèn thông minh Interlighten Full LED. Đó, mâm hình ngôi sao rất là đẹp. Mâm này là mâm phay. Sorry các bạn, mâm này là mâm đúc. À, có phay. Có phay sơ sơ nha các bạn, có phay. Lớp Bridgestone. Thông số kích thước lớp là đâu đó lên tới 225/45R18. Mâm này sẽ nhỏ hơn mâm con kia một tí, nhưng mà bù lại thì cái mâm con này thì đi sẽ êm ái hơn. Đó, gương gạch chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ, có một phần camera 360 ở dưới, có một phần mở rộng góc nhìn. Đó, một phần mở rộng góc nhìn rất là đẹp. Đây là bản C300 nên chúng ta cũng sẽ có cửa sổ trời, viền nhôm cửa sổ, dán phim cách nhiệt. Tay nắm cửa cũng được làm bằng phim chrome. Và có một cái phần mở khóa cửa cảm ứng, quẹt một cái là sẽ tự mở cửa thôi. Về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu con này thì con xe này sẽ từ tốn hơn con kia một tí. Con này chạy sẽ tiết kiệm đâu đó là tầm khoảng 8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp nha. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng được sở hữu một bộ đèn đằng sau cũng là full LED luôn. Hầu như là nhà mệt người ta rất là châu chuốt về bộ đèn cho mẫu xe của người ta. Bộ đèn là bộ có giá trị nhất. Vinchrome nè, đó rất là đẹp. C300 nè, AMG nè. Đó, rất là ok ha. Một cái camera lùi ở đằng sau.
có cảm biến lùi và cái phần lipo cũng được đặt song song hai bên. Khi mà các bạn đi đằng xa giờ mẫu xe này cực kỳ sang trọng mà còn thể thao nữa. Rồi bây giờ Quang sẽ mở cốp cho các bạn xem. Và nếu Quang nhớ không nhầm là con này là cốp của chúng ta là có cấp điện nha. Có cấp điện nha các bạn. Đúng rồi, có cấp điện nha, Quang nhớ may mắn có cấp điện. Và bên trong của chúng ta cũng được sở hữu một cái cốp cũng khá là to, khá là bự. Nhưng mà nếu theo như Quang nhìn thì nó sẽ không to bằng con Beam Dub đâu. Cái cốp của con này thì nó sẽ hơi nhỏ hơn con kia. Rồi, ở đây thì cũng có một cái hộc để đồ thôi. Hầu như con xe, những cái con xe Đức hiện nay là người ta không còn bánh sơ cua nữa. Người ta chỉ có một là bộ vá thôi. Đồ nghề thì nó cũng sẽ không còn nhiều đâu. Đó. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, nếu như mà những cái con xe zin có đồ nghề mà bên Quang thiếu, bên Quang sẽ luôn luôn bổ sung cho các bạn ha. Rồi thôi bây giờ em mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất đi. Để xem bên ngoài đã đẹp rồi, vào bên trong xe còn đẹp cỡ nào nữa ha. Về bên trong khoang nội thất, đầu tiên là các bạn có thể thấy là chân của chúng ta là chân màu đen. Thì tay dơ chạm vào cũng sẽ đỡ dơ nè. Một bộ nội thất màu be rất là đẹp. Sàn thì cũng có cả sàn nỉ luôn, rất là dễ dàng vệ sinh. Ở đây thì cũng có cả cái phần vùng lạnh độc lập riêng cho dàn ghế đằng sau. Và có cả cửa gió nè. Đó, rất là ok ha. Và ngoài ra trên con xe này được sở hữu hệ thống âm thanh giải trí loa Boom Master nha. Đây mời cameraman quay sơ dùng quay cái tắp bi. Đầu tiên các bạn có thể thấy là một cái rèm che nắng chạy bằng cơm. Đó. Rồi loa Boom Master. Cái phần tắp bi thì làm rất là đẹp. Có gỗ nè, có nhôm xước nè, tay nắm cửa viền nhôm nè, làm da nè. Đó, rất là ok, rất là thích ha. Đó. Cái nào các bạn nếu mà có cơ hội hay là ưng quá, thích quá cứ đến trải nghiệm thử. Bên Quang sẽ luôn luôn hỗ trợ các bạn trải nghiệm ngồi trong xe thoải mái luôn. Con xe này các bạn phải dòm tận mắt, phải sờ được chưa? Thích cực kỳ thích luôn, cực kỳ thích bộ nội thất con xe này. Ngoài ra ở đây thì sẽ có thêm một cái rèm đằng sau nữa đây. Rèm này là rèm điện, thì chúng ta sẽ bấm nút ở trên. Thì cái rèm này sẽ tự chạy lên chạy xuống ha. Ở đây thì cũng là một cái hộc để nước thôi. Đây. Rồi. Con xe này thì cũng như là cái con kia, những cái con những cái con mà C class với lại con 3 series á thì sẽ hơi thiên về người tài nhiều hơn. Nên Quang cũng sẽ lên trên khoang ghế tài để cho các bạn cùng xem trên khoang ghế tài chúng ta có gì ha. Rồi. Mời các bạn cùng lên trên khoang ghế tài nha. Về bên trên khoang ghế tài của chúng ta, đầu tiên là chúng ta sẽ sở hữu là bộ ghế tài và ghế phụ là hai ghế chỉnh điện. Và ghế tài ghế phụ của chúng ta đều có ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới 3 vị trí luôn. Bốn gương của chúng ta đều là nâng hạ ô tô hết. Và bây giờ bạn sẽ đề máy sơ cho các bạn xem. Đây, máy khá là ok, khá là chắc. Ở đây chúng ta cũng có một cái cửa sổ trời rất là to. Đây bạn còn có thể mở cái cửa sổ này ra được nữa. Đó. Giờ chắc bạn cũng sẽ mở ra để cho sáng tí ha. Bên trong nó hơi tối. Rồi. Ở đây Quang cũng sẽ test cho bạn bốn kính nâng hạ ô tô. Đó, không hề chạm ha. Rồi, ok, bạn sẽ lên lại. Một bộ vô lăng bọc da nè. Có, để Quang xem nha, có ga tự động nè. Có auto đèn nè. Có auto đèn thôi các bạn ơi, không có auto gạt mưa thì phải. Quang không thấy chữ A. Không. Odo thì chỉ mới có 67.000 cây thôi. Đây, 65.000 cây, sorry các bạn. Odo chỉ mới 65.911 cây. Rồi, ở đây thì mời các bạn quay sơ qua những cái tính năng ở đây cái. Đây, cho Quang mượn máy cái nha. Đây, từ các bạn đợi xíu. Đầu tiên là các bạn có thể thấy là xe của chúng ta có hắt kính nè. Đó, thông số hắt kính ở ngay đây. Rồi, ở đây thì cũng sẽ có là camera 360, hiển thị thông số hắt kính tắt mở ở đây. Và đây là cái phần đèn, đó, rất là ok. Rồi, đây, ga tự động đây. Và cái vô lăng cũng được chỉnh điện luôn. Đó, các bạn có thể thấy không? Được chỉnh điện nha các bạn. Đó. Odo 65.000 cây. Đây, bạn sẽ mở camera 360 cho các bạn xem. Hiện tại đây, cái cửa bên phải của chúng ta đang mở nên sẽ không thấy cái phần bên phải ngay đây ha. Đó, đây, camera đang để view là view 180. Để Quang xem có thể mở 360 cho các bạn xem được hay không. À quên, sorry các bạn, Quang đang tưởng cảm ứng. Sorry các bạn nha. Chắc là lỡ ao ra luôn rồi. Thôi kệ đi, cái này sẽ từ từ mò sau. Một cái màn hình cũng khoảng 9 inch nè. Đó rất là ok, có Bluetooth luôn. Một cái dàn lạnh thì có những cái vòng tròn nhôm xước rất là đẹp nè. Cái phần yên ngựa cũng được làm bằng ốp gỗ nè, rất là đẹp ha. Rồi ở đây thì những cái phần mà chỉnh dàn lạnh nè.
Ở đây có một cái đồng hồ khá là đặc biệt trên những con mèt, hầu như các bạn mua xe mèt là sẽ có cái đồng hồ này, và đồng hồ này là đồng hồ cực kỳ giá trị nha. Rồi, ở đây thì sẽ có một cái hộp gạt vàng thú. Đây là chìa khóa của xe và xe vẫn còn đầy đủ hai chìa khóa, hai cái hộc để nước. Ở đây thì chúng ta sẽ có chế độ Dynamic. Đây, Dynamic thì chúng ta sẽ có lên tới 5 chế độ: Eco, Comfort nè, Sport nè, Sport cộng nè, với lại Individual. Sorry bạn, Individual là mình sẽ tự set ha. Đó. Nhưng mà thường thì quan sẽ để Sport cộng quan chạy thôi. Nói chung là quan chạy sướng, quan chỉ để Sport quan chạy thôi. Một cái bệ tì tay cũng khá là to, rất là ok. Một cái tắp lôn được làm bằng da và những cái đường chỉ màu xám tông sạch tông. Ở đây cũng được làm một cái phần nhâm xước. Rồi một cái cốp cũng khá là, nói chung là không to, không to không nhỏ nha bạn, cũng rất là ok. Cũng để rất là khói đồ trong đây. Rồi mời cái man quay sơ dùng quan cái tắp đi ha. Đó, trước mắt các bạn đó chính là thương hiệu loa Boommaster nè. Rồi bộ chỉnh ghế bên ghế phụ nè. Rồi bộ bệ ti tay nè, rất là đẹp, được làm bằng da hết, cũng như là cái cửa sau của chúng ta thôi. Gương, cả ba gương của chúng ta, ba gương hậu đều là chống chói tự động hết, nên các bạn không cần phải thao tác một cái nút nào ở trên những cái gương này. Khi đằng sau có người bật đèn pha chói mắt các bạn ha, gương sẽ tự tối xuống, rất là ok. Nếu mà nói con kia thiên về xe thể thao nhiều hơn thì con này nó sẽ thiên về gọi là sang trọng, độ sang trọng nhiều hơn. Cái cảm giác lái của con này nó sẽ không bằng con BMW. Thì cả hai đều là đánh vào một cái nguồn khách hàng riêng của nhau. Con xe này thì sẽ thiên về cho người ngồi đằng sau. Còn riêng con xe 300 này thì sẽ hơi thiên về nó nửa nàng nửa mỡ. Nói chung quan cũng biết phải nói sao, nhưng mà các bạn cứ tìm hiểu, cứ đến siêu thị ô tô Hà Nội để trải nghiệm thử ha. Thì theo quan thể thao quan sẽ lấy con kia, sang trọng quan sẽ lấy con này. Rồi con xe này ngồi cũng khá là rộng rãi thôi. Đó là về cái cảm giác của quan. Còn nếu các bạn, cái cảm giác của các bạn như thế nào thì để lại một phần bình luận bên dưới. Và bây giờ quay mời các bạn cùng ra khoang động cơ đi. Rồi, bên dưới đây là một khối động cơ cũng là 2.0 luôn, có turbo. Đây, đó. Cả hai bộ máy của nhà BMW với lại nhà Mercedes thì làm khá là đầy đặn, khá là ok. Khối động cơ 2.0 turbo đó, rất là ok ha. Ở đây thì các bạn sẽ rất là khó coi cái ốc chân máy, bởi vì bộ máy của nhà Mercedes thì làm nó hơi đầy đặn hơn một tí, dòm rất là khó. Và ở đây sẽ có những cái thanh chịu lực nè. Những cái thanh này là những cái thanh mà khiến cho mẫu xe Mercedes và mẫu xe BMW đều là những mẫu xe an toàn, nên cứng cáp, đúng không? Cứng cáp khi mà có xảy ra va chạm thì những cái thanh này gọi là thanh chịu lực. Rồi một cái thanh trợ lực nắp capo. Rồi ốc nắp capo cũng là nguyên zin, sùng chỉ nguyên zin, những cái lỗ tròn rất là đẹp. Rồi xe thì quan sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, tổng cộng số là nguyên zin. Xe này là 2016 là đã hết bảo hành hãng rồi, nhưng mà bên quan sẽ bảo hành cho các bạn xe này lên tới 3 tháng 5.000 cây động cơ hộp số. Và nếu các bạn đang có ơn con xe này hay là con xe BMW đằng sau, đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là quay sẽ bật mí giá của con này đây. Để sở hữu một con Mercedes 300 sản xuất 2016 AMG, các bạn chỉ còn bỏ ra 890 triệu để sở hữu một cái con xe Mercedes 300 AMG 2016. Rất là ok ha. Đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội hoặc là liên hệ ngay cho Quang Bé sẽ còn cái mức giá ưu đãi tốt hơn nữa. Và ok, hiện tại bên Quang đang còn rất là nhiều loại xe nữa ha. Nếu các bạn đang có nhu cầu quan tâm xe nào thì hãy để lại thông tin bên dưới, bên Quang có xe sẽ gửi full thông tin cho các bạn ha. Nếu các bạn đang có nhu cầu bán đổi cứ liên hệ ngay cho bên Quang sẽ mua mức giá cạnh tranh nhất cho các bạn. Và ok, nếu các bạn thấy video này hay cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo. Bye bye.